toàn gỗ đẹp đây. Đây toàn ghê gỗ đẹp nhỉ. Toàn gỗ lù quá. Bạn nhé, toàn gỗ lù. Gỗ lù đẳng cấp. Toàn gỗ hương. Đẹp không tì vết. Anh vào đây anh ơi. Tiếng Duy anh ơi xuống. Ơi toàn gỗ hương anh ạ. Em không biết, em là em thôi em. Đây toàn lu, anh bộ ghế trong nhà mới. Đây sự bộ bàn ghế kìa. Ghế đấy mẹ đẳng cấp. Lu à? Lu nghĩa là hương hết ai cũng nghĩa. Hương hai chục tỷ anh ạ. Đây các bạn nhé. Bật cái điện lên cho sáng anh. Đây là Dương. Hải Dương được chưa? Hải Dương. Hải Dương đồng chí Hải. Hải là cùng bật cái thôn được cùng phố. À vô đây mà bỏ 20 tỷ à? Vâng. Anh em mày chồng thế nhiều. Đâu phải của cháu đâu, của ông anh của cháu mới là ấy. Nhưng mà mỗi này là mình chỉ phạt trên thế là cái gì? Là lu. Lu hương nhỉ. Nhưng nó nó mịn nè, nó mịn nè, chủ yếu là cái nó răm nè, chằm chằm hết. Đóng bộ này kinh khủng nhỉ. Bộ này bộ ở làng nó đây, đây hương này thì phải hỏi ông chủ Duy. Duy xuất xứ từ đâu? Cái cháu Duy bị xuống giờ mà. Thế nhưng là cái gì? Nó là tiền này, nó là tiền 2 tỷ đi nghe tiền. Đây cái bản mua lu 100 trăm. Đi có chịu. Cháu làm vừa rồi cháu làm cái nhà ở trên bãi cái bộ kia của nó là cái chắc cũng cần chụp cần chụp chụp cái gì bộ kinh khủng chắc thì nó ấy rồi nên đây đây là của nó lu đấy thì nó hiếm. Hiếm này thì hiếm này hiếm đúng này không? Hiếm luôn mà. Chứ còn chắc thì gọi là gỗ độc lạc khó á. Lùng ấy, à hương ấy. Bộ đấy là bộ bát tiên. Bộ bát tiên là 8 ông vị, 8 vị tiên ấy gọi là bộ bát tiên. Chả biết. Đâu đấy là Thoan. Thoan. Cấp.
Toàn gỗ nu đẳng cấp. Không có lỗi luôn đấy. Bộ này gọi không có lỗi. Có bao nhiêu cân cái này? Hả? Có bao nhiêu cân cái này? Với này nó nu răng răng mịn này. Ngồi đen điên đến một chỗ này nó rát vàng. Cái nặng là kiểu vàng cho dù là vàng điên. Nó nhiều hơn vàng. Chứ không cần vàng vàng lá. Không điên đến này thì nhiều hơn vàng. Nhiều hơn vàng. 20 tỷ, 20 tỷ là đến bao nhiêu cân vàng? Có đến 1 tấn không? Vàng thì đấy. Làm cái gì là có tạ vàng. Tạ vàng. Chắc là một tạ. Em không nghĩ chắc là một tạ. Bỏ cái ghế. Tạ vàng. Tạ. Bộ này bao tiền của tạ vàng. Anh có tự nhiên. Mang của tạ vàng. Toàn nu xịn nha mọi người. Toàn hàng khủng. Thank you.
Đây ôm đá này, tùng ôm đá. Bạn này là gỗ hường. Mấy cái từ nó chả giống cái nào thì mới hay. Tức là có 6 cái ghế chả cái ghế nào giống cái ghế nào mới hay. Như mình nọc cho rồi nhá. Nọc cho rồi. Cái nào nặng này đấy. Cứ cái nào nữa. Mình cứ lâm lâm nó cũng nặng là cái đấy nó đọc nó đặt thì nó sẽ là tốt. Quan trọng là mình nhìn thấy mình tưởng đấy. Đúng không? Cái khác nhau. Cái này kiểu như nó đặt cái đồ kìa. Thí dụ như là nó là cái thẻ là mình cha mình nặng không vào nữa. Cái này như này, cái này cũng nặng. Những cái ghế rời là những cái thẻ đắt rồi. Tùy theo cái, cái này tình kỳ được. Ví dụ như mấy cái này này. Bộ như này là đắt hơn. Còn có lưu 100%. Cây lưu ấy ác nhỉ, lưu hương này. Dài này. Đẳng cấp. Cái nhà to bao nhiêu thì cái này được rồi. Ở đây có mấy cây sống, hương sống này. Đấy hương sống này, trồng. Trồng nhưng mà quay sơ sài ở này sẽ chết. Ông trồng ngoài kia nhiều lắm. Sự xuôi là lui.